dừng xe với tắt máy, con nhỏ vặn tay gà đâm thẳng vào ô tô. Ha 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 ha. Do dừng xe không tắt máy, người phụ nữ đã vô tình để con gái vặn vào tay gà, khiến chiếc xe lao về phía trước. Cảnh tượng bất tin này được ghi lại tại thành phố Châu Châu, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Trong clip, một người nữ đèo theo con nhỏ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ dừng lại trước một cửa hàng bán quần áo. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, chiếc xe tay gà bất ngờ lao về phía trước, đâm trúng chiếc xe ô tô màu đen đang đậu bên đường. Chiếc xe sau đó lao sang đường, đâm vào một chiếc xe máy khác. Sau cú va chạm, hai mẹ con ngã xuống đất. Theo báo cáo, người phụ nữ đã không tắt máy sau khi dừng lại. Sau đó, cô con gái nhỏ đã vô tình vặn vào tay gà khiến chiếc xe phóng đi. Trao đổi với đài truyền hình Quảng Đông, người đàn ông tên Mai cho biết anh đã chạy ra ngoài kiểm tra ngay lập tức và rất may người phụ nữ và đứa trẻ không bị thương. Anh cũng đã tự trả tiền sửa chữa xe của mình.